Song Song Ki, Hyo Bin có chung khuyết điểm, dân mạng liền so sánh ai mới là người giỏi chăm vợ. Nói đến Song Song Ki và Hyo Bin, công chúng có lẽ không khỏi nghĩ đến mối quan hệ ngang trái của hai nam tài tử này. Cả hai đều là tài tử quyền lực bậc nhất xứ Hàn và người cũ của nữ minh tinh Song Hye Kyo. Hiện hai ngôi sao này đã tìm được bến đỗ mới của cuộc đời mình, yên bề gia thất với vợ đẹp và trở thành bố bỉm sữa. Đáng chú ý, công chúng phát hiện điểm chung ở Hyo Bin và Song Song Ki trong thời gian gần đây sau khi lên thiên chức. Nổi tiếng với diện mạo cực phẩm và hách tuổi khó tin, Hyo Bin và Song Song Ki lại lộ diện với vẻ ngoài xuống sắc, giờ đi trông thấy. Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, hai người cũ của Song Hye Kyo đều lộ khuyết điểm. Loạt dấu hiệu lão hóa của hai nam tài tử trong sự kiện ảnh chụp vội đều khiến khán giả soi liên tục gần đây. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Song Song Ki đã 38 tuổi, Hyo Bin chạm ngưỡng 41 tuổi. Dù là nam thần đi chăng nữa, hai diễn viên quyền lực này vẫn không thể chống lại quy luật của thời gian. Ngoài ra, quá trình vừa làm việc vừa chăm vợ con và làm quen với cương vị mới cũng ít nhiều khiến bất cứ ông bố bỉm sữa nào cũng phải mệt mỏi. Điều này thể hiện sự tận tụy của Hyo Bin và Song Song Ki đối với gia đình vợ con. Cụ thể, xuất hiện tại sân bay qua Nhật Bản dự sự kiện vừa qua, Hyo Bin cũng gây tranh cãi với vẻ ngoài xuống sắc. Dù vẫn giữ được diện mạo chỉn chu, nam tài tử vẫn không khỏi lộ gương mặt kém thon, nếp nhăn hằn sâu. Tuy nhiên, fan lại bênh vực nam tài tử ngay sau đó, âu cũng là bởi ngoại hình phong độ qua ảnh chụp vội của Hyo Bin thật sự khiến ai cũng phải mê mẩn. Trong khi đó, Song Song Ki là một trong những thánh hách tuổi thần xấu nhất showbiz Hàn. Tuy nhiên, trong bộ ảnh tạp chí chụp sau khi bộ phim Red Bond Rick bùng nổ danh tiếng, anh lại lộ rõ bọng mắt và viền quanh miệng hằn sâu đến mức lớp trang điểm cũng không thể cứu được. Bên cạnh ý kiến trái chiều, vẫn có hàng loạt khán giả khen ngợi làn da nhẵn mịn như nhung của Song Song Ki. Mới đây nhất, Song Song Ki xuất hiện cùng vợ Kathy ở đám cưới tại Mexico, vẻ ngoài xuống sắc của nam tài tử khiến công chúng choáng nặng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực nam diễn viên họ Song, khẳng định anh đang cố tình giảm cân để phục vụ vai diễn mới. Ngoài chung điểm trên, thời gian qua dân mạng còn so sánh Hyo Bin Song Song Ki với Biren xem liệu ai mới là ông chồng giỏi chăm vợ. Theo đó vừa qua, Hyo Bin cùng bà xã Son Jae Jin sang Nhật, trong quá trình di chuyển ra sân bay, nam diễn viên hạ cánh nơi anh vừa để hành lý vừa sắp xếp mọi thứ, còn vợ chỉ việc đi bên cạnh. Có thể thấy sau thời gian bận rộn với công việc, Hyo Bin muốn bù đắp tình cảm cho Son Jae Jin, anh quả thật là một ông chồng tâm lý. Một nhân vật khác cũng gây chú ý không kém đó chính là Biren. Được biết lúc sang Singapore biểu diễn, Ren đã đưa Kim Tae-hee theo. Thậm chí có nguồn tin còn tiết lộ bà xã ngồi ngay dưới ghế khán giả để xem Ren nhảy múa ca hát. Ngoài ra mới đây clip hậu trường quảng cáo của hai người cũng được đăng tải lên mạng xã hội. Khi làm việc chung, Biren và Kim Tae-hee xưng hô thân mật ngọt ngào, ánh mắt Ren dành cho vợ thực sự vô cùng ấm áp. Không kém cạnh Hyo Bin và Biren, Song Song Ki cũng cho thấy anh chiều nửa kia hết mực vì không yên tâm để vợ ngoại quốc ở nhà nên anh đã cùng Kathy sang châu Âu để ghi hình cho phim mới. Trong thời gian đó, Song Song Ki còn tháp tùng bà xã đang bầu bí đi đám cưới ở chơi Tây. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Kathy có thể thấy cô nàng nhận được sự yêu thương tuyệt vời từ anh chồng điển trai. Dân mạng cho rằng cả Hyo Bin, Biren và Song Song Ki đều xứng đáng là những ông chồng quốc dân. Tuy nhiên, họ nghiêng về Biren đôi chút bởi hôn nhân của anh đã trải qua 7 năm mà vẫn bền chặt, còn Hyo Bin, Song Song Ki mới bước vào cuộc sống gia đình chưa bao lâu.